Xin chào bà con. Nay tôi mời bà con ngắm trăng nhá. Và trăng hôm nay tôi sẽ zoom từ cửa sổ của chung cư. Bà con cứ từ từ thưởng thức nhá. Nay tôi sẽ đưa bà con lên tận mặt trăng nhá. Báo với bà con đây là đây mặt trăng này bà con nhìn rõ không? Cái kia đấy, chỗ sần sùi cái kia, nhìn rõ những các cái hố của những các vụ nổ thiên thạch lao vào mặt trăng nhá. Đấy nay tôi quay bằng cái máy ảnh thôi. Máy ảnh này gọi là máy ảnh siêu zoom, từ mặt đất có thể nhìn đến mặt trăng luôn. Đấy, bà con xem quan sát nha. Đấy không? Đấy. Bây giờ tôi sẽ zoom trở lại cho bà con thấy tầm xa nó như thế nào nha. Đấy. Đấy, trả lại nữa này. Trả lại nữa này. Trả về này. Nào. Rồi, trả về không nhá. Rồi, chào bà con nhé.